nghiêng xe đó, nghiêng đó, tới luôn hả? Một đây, cơn mát. Ngồi trên trên đầu cabin xe các bạn. Đây là xích. Rồi ngồi trên cabin xe luôn. Ê, tôi di chuyển. Quay đầu đến bắc theo trên này các bạn nha. Tiền tháng của thầy có 5-6 triệu không đủ. Mình đi làm thêm mà, làm cho vui thôi. Người nữ mà giờ cũng vắt keo. Dữ lắm đó mày. Ghe đâm chân gãy mất rồi. Đã quá. Đây là cận cảnh anh em bóc keo nè. Đội làm keo số 5.
Đây đây này đây sao mình đây này. Đây là tập là nuốt rừng cái nữa. Thấy hết rừng rồi. Không máy này quay là ghi hết rồi. Cận cảnh anh em bóc keo chiến đấu với kiến ngựa. Kiến ngựa chứ. Chu keo được két rồi he lại chứ. Xuống nhà máy thì gấp ron được chứ. Ủa sao đi bắt tài xuống nhà máy coi thử. Tài xế này mới đi làm biếng. Mấy bữa luôn, ba bữa luôn. Nhà mày cũng dữ quá, tắm chú mẹ gọi của mày còn đập máy giờ. Alo. Alo. Ơi. Ơi. Chuẩn bị xong. Bút xong à. Ơi. Đi xuống bút đà. Rồi hết keo rồi. Bé này ký hết à. 15 tháng vậy ta này. Coi 15 tháng. Ờ kêu mình pre hả? Pre. Chứ bóc mỏ tay. Chọ mỏ thì chụp kìa đồ hồi. Da mà da giống da con xe thơi nó thì. Con nhưng mà chết nó chưa gót chứ nó nói da. Con nó chưa da chắc cái mỏ chứ. Bắt tài này hư lắm. Mẹ này đi sớm về trễ. Hư lắm. Đây là giai đoạn là đẹp đẹp thì hãy đang tắt gì đó nên sao vậy? Quá. Thôi, sắp hành lý. Ngoài lưu liền.
gì ơi. Tới luôn hả? Mua đây, cưng mày. Đồ để trả lên mà. Cưng. Bỏ lại. Thẳng lên. Sắp về đêm rồi các bạn nha. Trời sắp về đêm. Vừa còn cỡ 500 kg. Thấy không? Còn tắng rồi đó. Tắng luôn hả? Tắng gỗ. Con này to mẹ. Thôi, chắc bóc con so đi. Đây. Nè mời cô. Coi. Đây chơi bóc ba gồng lần luôn. Kia mấy chị lia tao nít hả? Tao lia hả? Quay dài đâm chân. Oh. Chân luôn. Giờ xe đang ra đường nhựa các bạn nha. Xe đang lên dốc. Vâng, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nha.